Ngày này có nước cho quán nước mà chỉ làm, không có nước nhưng chỉ làm. Trả tiền cho chị. Tiền mà mình trả hết hả? Hết quá là 600 đó. Cái gì đây nữa kêu chỉ làm. Bình thường thì cái chỉ để một phần dạ dạ chị nhớ số chứng minh với nhà chắc chị không ạ?